Đây là hoa của cây cát đằng các bạn. Cây hoa cát đằng này thì nó có hai loại khác nhau nha các bạn. Một loại bông xanh thì nó thuộc cái dạng dây leo nha. Còn đây là cái loại bông tím nha bạn. Bông tím thì nó thuộc cái dạng thân gỗ nhưng mà mọc thành bụi nha. Thường thì cây cát đằng này thì các bạn thấy nó rất là lâu lớn nha. Cát đằng là một loại cây thân gỗ nhưng mà nó có hoa quanh năm nha các bạn. Cái hoa cát đằng thì các bạn nhìn thấy để ý thì nó nhìn nó có dạng như cây lo kèn nha. Nó cái hình dạng như lo kèn nha. Cây hoa cát đằng thì nó không có quả nha các bạn. Thường thì khi nó ra hoa xong thì nó sẽ bị rụng hoa, chỉ còn cái cuống hoa thôi. Đây là cái nụ hoa nó sắp nở nha. Cây cát đằng thân gỗ thì các bạn nhìn thấy cái hoa của nó là không được sai như cây bông xanh nha. Bông xanh thì nó thuộc dạng dây leo rồi. Hoa nó ra thành chùm rất là nhiều nha các bạn. Còn cây hoa cát đằng mà bông tím này thì các bạn thấy là cái màu tím nó rất là đẹp nha. Bạn giống như là hoa của cây hoa sim đó bạn. Nhìn thấy các bạn nhìn thấy giống hoa sim nha. Hoa này thì nó không có mùi hương nha các bạn. Đa số mấy hoa mà không có mùi hương hoặc là cái mùi hương khó chịu thì nó không có thu hút được côn trùng nha. Mình để ý là những cái hoa mà nó tỏa ra mùi hương hoặc là nó có nhiều mặt đó, thì khi nó nở thì các bạn thấy là có rất là nhiều ruồi nè, ong, rồi bướm, rồi nó lại nó hút mặt nha. Cây cát đằng thì người ta nhân giống bằng cách dăm cành nha các bạn. Nó rất là dễ trồng nha. Mình chỉ việc chặt cái cành nó rồi mình dăm vào chậu hoặc là dăm nơi ẩm ướt thì nó sẽ phát triển thôi. Cái đây là cái cuống hoa đó nha. Cuống khi mà nó ra hoa xong thì nó rụng xong nó chỉ còn lại cái cuống nó gì đây. Còn cái hoa này mình quay cận cảnh cho các bạn dễ hình dung. Nó có 5 cánh hoa xếp giống cái dạng như là chồng lên nhau nha. Cát đằng này thì đa số người ta trồng làm cây cảnh nha các bạn, chứ nó không có mọc quen nha.